Bạn có biết đường huyết không ổn định có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch? Vậy nên ổn định đường huyết đóng vai trò rất quan trọng. Với hệ bột đường tiên tiến có chỉ số đường huyết thấp và được tiêu hóa từ từ, Glucena được chứng minh lâm sàng giúp kiểm soát tốt đường huyết. Đặc biệt, còn bổ sung 12 dưỡng chất như protein, kẽm, vitamin D hỗ trợ hệ miễn dịch. Cùng Glucena ổn định đường huyết, bổ sung dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, dùng thử ngay. Đường huyết không ổn định có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Bạn có thể sử dụng dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường với công thức dinh dưỡng đầy đủ cân đối, giúp kiểm soát tốt đường huyết cùng các dưỡng chất hỗ trợ hệ miễn dịch, ổn định đường huyết cùng Glucena. Tìm hiểu ngay. Đái tháo đường khiến tôi luôn lo lắng đường huyết không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Cho đến khi tôi bắt đầu dùng Glucena, giúp kiểm soát tốt đường huyết và bổ sung 12 dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch. Tự tin sống trọn yêu thương cùng Glucena. Glucena hỗ trợ kiểm soát tốt đường huyết để bạn tự tin sống trọn yêu thương. Dùng thử Glucena ngay. Glucena pha sẵn tiện dụng, giúp tôi kiểm soát tốt đường huyết. Hãy dùng Glucena ngay hôm nay. Sau khi kiểm tra sức khỏe, tôi mới phát hiện mức đường huyết của mình tăng cao. Vì vậy tôi được khuyên dùng Glucena. Giờ đây, tôi có thể dễ dàng làm chủ cuộc sống của mình, ổn định đường huyết cùng Glucena. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi cho đến khi tôi khởi đầu ngày mới với một ly Glucena cung cấp 35 dưỡng chất. Glucena giúp kiểm soát tốt đường huyết. Giờ đây tôi có thể dễ dàng làm chủ cuộc sống của mình, ổn định đường huyết cùng Glucena.
mắc đái tháo đường khiến tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Cho đến khi tôi được khuyên dùng Glucena, được chứng minh lâm sàng giúp kiểm soát tốt đường huyết. Giờ đây, tôi có thể dễ dàng làm chủ cuộc sống của mình, ổn định đường huyết cùng Glucena. Muốn hoàn thành tốt các vai trò của mình trong cuộc đời này. Còn tôi dùng hết sức mình để làm trọn vai trò trong gia đình và trên sân khấu. Nhưng khi biết mình mắc đá tháo đường, các dự định phía trước lại trở nên xa xôi hơn. Quyết không từ bỏ, tôi tìm cách kiểm soát đái tháo đường. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo lời khuyên của chuyên gia y tế, tôi bắt đầu thay đổi lối sống từ việc tập luyện đều đặn, đặc biệt là xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tôi chủ động hơn và yên tâm hơn. Với sự giúp sức của dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường, giúp kiểm soát tốt đường huyết, bổ sung nhiều dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, tự tin tròn vai với nghiệp diện, trọn vẹn yêu thương bên gia đình. Cùng Glucena, ổn định đường huyết, bổ sung dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, dùng thử ngay. Bạn có biết, đường huyết không ổn định có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch. Vậy nên, ổn định đường huyết đóng vai trò rất quan trọng. Với hệ bột đường tiên tiến có chỉ số đường huyết thấp và được tiêu hóa từ từ, Glucena được chứng minh lâm sàng giúp kiểm soát tốt đường huyết. Đặc biệt, còn bổ sung 12 dưỡng chất như protein, kẽm, vitamin D hỗ trợ hệ miễn dịch. Cùng Glucena, ổn định đường huyết, bổ sung dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, dùng thử ngay. Đường huyết không ổn định có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Bạn có thể sử dụng dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường với công thức dinh dưỡng đầy đủ cân đối, giúp kiểm soát tốt đường huyết cùng các dưỡng chất hỗ trợ hệ miễn dịch, ổn định đường huyết cùng Glucena. Tìm hiểu ngay. Là người mắc đá tháo đường 16 năm, tôi thường lo lắng về biến chứng vì đường huyết cứ hay không ổn định. May mắn là tôi đã tìm thấy một trợ thủ đắc lực giúp cho tôi hiểu rõ và kiểm soát tốt đường huyết của mình mà không cần chích máu ngón tay. Freestyle Libre, bộ theo dõi đường huyết liên tục chỉ bằng một bước quét cảm biến đơn giản. Càng quét thường xuyên,
tôi càng rõ tình trạng đường huyết hiện tại. Nhờ vậy tôi biết được món nào nên ăn và không nên ăn, và chủ động điều chỉnh chuyện ăn uống để kiểm soát tốt đường huyết. Mới đây tôi được bác sĩ khen đường huyết đã ổn định hơn, bớt lên xuống thất thường. Không còn lo lắng về biến chứng, tôi tự tin sống trong mọi khoảnh khắc. Cùng Freestyle Libre, hiểu rõ đường huyết, tự tin kiểm soát đái tháo đường. Đăng ký trải nghiệm ngay hôm nay. Đái tháo đường khiến tôi luôn lo lắng đường huyết không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, cho đến khi tôi bắt đầu dùng Glucena giúp kiểm soát tốt đường huyết và bổ sung 12 dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch. Tự tin sống trọn yêu thương cùng Glucena. Glucena hỗ trợ kiểm soát tốt đường huyết để bạn tự tin sống trọn yêu thương. Dùng thử Glucena ngay. Một số người hỏi về lợi ích của Freestyle Libre, nó tốt như thế nào? Cảm biến nhỏ, dễ sử dụng và được gắn ở mặt sau cánh tay của bạn. Freestyle Libre được hiệu chuẩn tại nhà máy, vì vậy bạn chỉ cần gắn cảm biến, kết nối đầu độc cầm tay là có thể sẵn sàng để quét sau 60 phút khởi động. Để có kết quả đường huyết, chỉ cần quét nhanh chóng, không đau đớn trong 1 giây với đầu độc cầm tay của bạn qua cảm biến. Thiết bị còn cung cấp cho bạn thông tin về gluco trong 8 giờ qua, mà không cần trích máu ngón tay thường xuyên. Cảm biến thậm chí có thể được quét qua lớp áo. Mỗi lần quét đầu độc cầm tay của bạn qua cảm biến cho kết quả gluco hiện tại, lịch sử gluco trong 8 giờ qua và mũi tên thể hiện xu hướng dao động gluco. Cảm biến lưu trữ số liệu trong 8 giờ, do đó bạn chỉ cần quét cảm biến 8 giờ một lần để có đủ thông tin liên tục về mức gluco của bạn. Mỗi cảm biến có thời gian hoạt động lên đến 14 ngày. Một khi cảm biến được gắn lên người, bạn có thể quét bao nhiêu lần tùy thích để theo dõi gluco và quản lý bệnh đái tháo đường của bạn cho phù hợp. Glucena pha sẵn tiện dụng, giúp tôi kiểm soát tốt đường huyết. Hãy dùng Glucena ngay hôm nay. Sau khi kiểm tra sức khỏe, tôi mới phát hiện mức đường huyết của mình tăng cao. Vì vậy tôi được khuyên dùng Glucena. Giờ đây,
tôi có thể dễ dàng làm chủ cuộc sống của mình, ổn định đường huyết cùng Glucena. Là người mắc đái tháo đường 16 năm, tôi thường lo lắng về biến chứng vì đường huyết cứ hay không ổn định. May mắn là tôi đã tìm thấy một trợ thủ đắc lực giúp cho tôi hiểu rõ và kiểm soát tốt đường huyết của mình mà không cần chích máu ngón tay. Freestyle Libre, bộ theo dõi đường huyết liên tục chỉ bằng một bước quét cảm biến đơn giản. Càng quét thường xuyên, tôi càng rõ tình trạng đường huyết hiện tại. Nhờ vậy tôi biết được món nào nên ăn và không nên ăn, và chủ động điều chỉnh chuyện ăn uống để kiểm soát tốt đường huyết. Mới đây tôi được bác sĩ khen đường huyết đã ổn định hơn, bớt lên xuống thất thường. Không còn lo lắng về biến chứng, tôi tự tin sống trong mọi khoảnh khắc. Cùng Freestyle Libre, hiểu rõ đường huyết, tự tin kiểm soát đái tháo đường. Đăng ký trải nghiệm ngay hôm nay. Muốn hoàn thành tốt các vai trò của mình trong cuộc đời này. Còn tôi dùng hết sức mình để làm trọn vai trò trong gia đình và trên sân khấu. Nhưng khi biết mình mắc đá tháo đường, các dự định phía trước lại trở nên xa xôi hơn. Quyết không từ bỏ, tôi tìm cách kiểm soát đái tháo đường. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo lời khuyên của chuyên gia y tế, tôi bắt đầu thay đổi lối sống từ việc tập luyện đều đặn, đặc biệt là xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tôi chủ động hơn và yên tâm hơn. Với sự giúp sức của dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường, giúp kiểm soát tốt đường huyết, bổ sung nhiều dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, tôi tự tin tròn gia với nghiệp viện, trọn vẹn yêu thương bên gia đình. Cùng Glucena, ổn định đường huyết, bổ sung dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, dùng thử ngay.
Bạn có biết đường huyết không ổn định có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch? Vậy nên ổn định đường huyết đóng vai trò rất quan trọng. Với hệ bột đường tiên tiến có chỉ số đường huyết thấp và được tiêu hóa từ từ, Glucena được chứng minh lâm sàng giúp kiểm soát tốt đường huyết. Đặc biệt, còn bổ sung 12 dưỡng chất như protein, kẽm, vitamin D hỗ trợ hệ miễn dịch. Cùng Glucena, ổn định đường huyết, bổ sung dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, dùng thử ngay. Đường huyết không ổn định có thể làm suy yếu hệ miễn dịch. Bạn có thể sử dụng dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường với công thức dinh dưỡng đầy đủ cân đối, giúp kiểm soát tốt đường huyết cùng các dưỡng chất hỗ trợ hệ miễn dịch. Ổn định đường huyết cùng Glucena. Tìm hiểu ngay. Đái tháo đường khiến tôi luôn lo lắng đường huyết không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Cho đến khi tôi bắt đầu dùng Glucena, giúp kiểm soát tốt đường huyết và bổ sung 12 dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch. Tự tin sống trọn yêu thương cùng Glucena. Glucena hỗ trợ kiểm soát tốt đường huyết để bạn tự tin sống trọn yêu thương, dùng thử Glucena ngay. Glucena pha sẵn tiện dụng, giúp tôi kiểm soát tốt đường huyết. Hãy dùng Glucena ngay hôm nay. Sau khi kiểm tra sức khỏe, tôi mới phát hiện mức đường huyết của mình tăng cao. Vì vậy tôi được khuyên dùng Glucena. Giờ đây, tôi có thể dễ dàng làm chủ cuộc sống của mình, ổn định đường huyết cùng Glucena. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi cho đến khi tôi khởi đầu ngày mới với một ly Glucena cung cấp 35 dưỡng chất. Glucena giúp kiểm soát tốt đường huyết. Giờ đây tôi có thể dễ dàng làm chủ cuộc sống của mình, ổn định đường huyết cùng Glucena.
hoàn thành tốt các vai trò của mình trong cuộc đời này. Còn tôi dùng hết sức mình để làm trọn vai trò trong gia đình và trên sân khấu. Nhưng khi biết mình mắc đá tháo đường, các dự định phía trước lại trở nên xa xôi hơn. Quyết không từ bỏ, tôi tìm cách kiểm soát đái tháo đường. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo lời khuyên của chuyên gia y tế, tôi bắt đầu thay đổi lối sống từ việc tập luyện đều đặn, đặc biệt là xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tôi chủ động hơn và yên tâm hơn. Với sự giúp sức của dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường, giúp kiểm soát tốt đường huyết, bổ sung nhiều dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, tôi tự tin tròn vai với nghiệp viện, trọn vẹn yêu thương bên gia đình. Cùng Glucena, ổn định đường huyết, bổ sung dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, dùng thử ngay. Chào tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang cùng đến với chương trình ngày hôm nay với chủ đề đường huyết ổn định, miễn dịch khỏe mạnh. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng Glucena, là nhãn hiệu dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người mắc đái tháo đường số 1, được các chuyên gia dinh dưỡng Hoa Kỳ khuyên dùng. Glucena với hơn 50 nghiên cứu lâm sàng trong suốt 30 năm là giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối dành cho người mắc đái tháo đường, giúp kiểm soát tốt đường huyết và bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ hệ miễn dịch. Và với chủ đề đường huyết ổn định, miễn dịch khỏe mạnh, chương trình sẽ mang lại cho tất cả quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích để giúp cho quý vị kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng cường hệ miễn dịch, sống vui, sống khỏe. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta có sự tham dự của 3 vị khách mời ạ. Xin cho phép Diễm Loan được giới thiệu với quý vị chuyên gia nội tiết Lê Hoàng Bảo đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia dinh dưỡng Thạc sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư, là trưởng khoa dinh dưỡng và tiết chế của Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng ta có sự tham dự của nghệ sĩ Thanh Điền, là một người đã sống chung với đái tháo đường lâu năm, sẽ chia sẻ với tất cả quý vị những bí quyết để có thể kiểm soát đường huyết và tăng cường hệ miễn dịch ạ. Xin được cảm ơn cả ba vị khách mời đã đến với chương trình và mời ba vị sẽ gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Xin mời chuyên gia Lê Hoàng Bảo. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Xin trân trọng kính chào các quý vị khán giả. Thân yêu, chào quý vị khán giả của tôi.
Thưa quý vị, như thường lệ thì livestream của chúng ta ngày hôm nay sẽ được phát trên fanpage của Lusagna. Và quý vị hãy chia sẻ buổi livestream này ra ngay bây giờ đi ạ, để người thân của chúng ta có thể cùng theo dõi và cập nhật thêm thật nhiều những thông tin bổ ích. Và quý vị cũng có thể đặt câu hỏi ở ngay bên dưới phần bình luận để các chuyên gia sẽ giải đáp cho quý vị trong phần hỏi đáp cùng chuyên gia quý vị nhé. Nhà hàng Lusagna cũng có những hoạt động tương tác thông qua mini game để mang đến cho quý vị những phần quà rất hấp dẫn. Và quý vị hãy chờ đợi cùng tham gia trong chương trình nhé. Nhớ là chúng ta theo dõi trọn vẹn buổi livestream ngày hôm nay, bởi vì bất kỳ thời điểm nào quý vị cũng có thể dễ dàng nhận quà của chương trình đấy ạ. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể dễ dàng đăng ký thông tin thông qua phần link đã được ghim ở bên dưới phần bình luận để chúng ta có thể trải nghiệm Lusagna và nhận ngay cẩm nang sống khỏe mạnh và cân bằng cùng đái tháo đường, để quý vị có thêm cho mình những thông tin hữu ích trong việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt thật là lành mạnh, giúp kiểm soát tốt đường huyết. Và chúng tôi cũng xin được lưu ý, chương trình sẽ dành cho những khách hàng mới. Và nếu như quý vị đã đăng ký cho mình rồi, thì xin quý vị chúng ta hãy đăng ký ngay cho người thân mắc đái tháo đường để họ cũng có thể nhận được những phần quà tặng từ Lusagna quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay thôi ạ. Thưa quý vị, Diễm Loan sẽ dành câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay gửi đến cho nghệ sĩ Thanh Điền. Bởi vì Diễm Loan thấy là nãy giờ khi mà bắt đầu buổi livestream thì có rất nhiều quý vị quan tâm và gửi lời chào đến các chuyên gia, đặc biệt là gửi lời chào đến nghệ sĩ Thanh Điền ạ. Có lẽ quý vị sẽ thấy như thế này, thời gian gần đây thì nghệ sĩ Thanh Điền tham gia vào rất nhiều những hoạt động nghệ thuật và tham gia rất tích cực luôn. Trong nghệ sĩ lúc nào cũng vui vẻ nè, tràn đầy nguồn năng lượng nè. Và nghệ sĩ Thanh Điền ơi, có lẽ đến lúc chúng ta phải bật mí ngay với quý vị khán giả một chút về công việc cũng như là tình hình sức khỏe của nghệ sĩ hiện nay ạ. Tôi bây giờ trở lại với con đường nghệ thuật của tôi, lĩnh vực của sân khấu và đi theo phim. Lịch của tôi thì rất là dày đặc, cho nên tôi thường đi xa, thức khuya dậy sớm. Cho nên cái việc ăn uống á cũng phải cho nó phù hợp. Tôi là người mắc đái tháo đường cũng hơi lâu. Cho nên tôi rất lo lắng về sức khỏe và hệ miễn dịch. Hôm nay tham gia tư vấn trực tuyến với hai chuyên gia, tôi mong rằng có những thông tin hữu ích để kiểm soát đái tháo đường tốt hơn. Dạ, và không chỉ có nghệ sĩ Thanh Điền đâu, mà tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay mà chúng ta có dịp được theo dõi chương trình thì quý vị cũng sẽ có cho mình những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết để có thể giúp cho chúng ta có được một cái đường huyết ổn định nè. Và quý vị cũng sẽ có hệ miễn dịch thật sự tốt để chúng ta còn đón một cái mùa xuân về Tết đến nữa quý vị nha. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Thanh Điền rất là nhiều ạ. Và ngay bây giờ Diễm Loan xin phép được mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi qua một đoạn clip về hành trình quản lý đái tháo đường của nghệ sĩ Thanh Điền trong 16 năm qua. Ai cũng muốn hoàn thành tốt các vai trò của mình trong cuộc đời này. Còn tôi dùng hết sức mình để làm trọn vai trò trong gia đình và trên sân khấu. Nhưng khi biết mình mắc đái tháo đường, các dự định phía trước lại trở nên xa xôi hơn. Quyết không từ bỏ, tôi tìm cách kiểm soát đái tháo đường. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo lời khuyên của chuyên gia y tế, tôi bắt đầu thay đổi lối sống từ việc tập luyện đều đặn, đặc biệt là xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tôi chủ động hơn và yên tâm hơn. Với sự giúp sức của dinh dưỡng chuyên biệt cho người đái tháo đường, giúp kiểm soát tốt đường huyết, bổ sung nhiều dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, tôi tự tin tròn da với nghiệp diện, trọn vẹn yêu thương bên gia đình. Cùng Lusagna, ổn định đường huyết, bổ sung dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch, dùng thử ngay. Thưa quý vị, như nghệ sĩ vừa chia sẻ với chúng ta thì có lẽ là quý vị sẽ thấy với những người mắc đái tháo đường thì hầu như mọi người đều sẽ có những cái nỗi lo khá giống nhau thôi. Đó là làm sao để kiểm soát được đường huyết của mình một cách tốt nhất nè. Rồi làm sao để chúng ta có thể tăng cường được hệ miễn dịch cho người mắc đái tháo đường. Tất cả những thông tin này sẽ được chuyển đến quý vị trong chương trình giao lưu trực tuyến ngày hôm nay cùng với hai vị chuyên gia. Vì vậy, quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Và đầu tiên thì Diễm Loan xin phép sẽ gửi một câu hỏi đến với chuyên gia Lê Hoàng Bảo. Thưa chuyên gia, xin chuyên gia có thể chia sẻ ngay cho quý vị khán giả được biết đái tháo đường là gì và mối liên hệ giữa đường huyết
và hệ miễn dịch ở người mắc đái tháo đường ạ. Xin mời ạ. Thưa MC Diễm Loan, thì cái câu hỏi này nó liên quan đến hai cái vấn đề là đái tháo đường và cái hệ miễn dịch. Thì đái tháo đường là một cái bệnh lý mãn tính, chúng ta biết là nó còn tên gọi khác là tiểu đường nữa. Nó đặc trưng bởi cái tình trạng là cái lượng đường trong máu của chúng ta tăng lên rất là cao so với người bình thường. Và cái bệnh đái tháo đường nếu như mà không được kiểm soát kịp thời và đúng cách để đường huyết ổn định thì nó sẽ làm gia tăng những cái biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính, có thể gây giảm chất lượng cuộc sống và thậm chí là đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Chẳng hạn như là nhồi máu cơ tim, như là đột quỵ, như là mù mắt, suy thận hoặc là phải cắt cụt chân. Liên quan đến cái hệ miễn dịch thì đó là một cái hệ thống rất là đặc biệt của cơ thể chúng ta. Nó bao gồm nhiều loại tế bào, trong đó thì có tế bào bạch cầu, các cái tương bào, các cái kháng thể, bổ thể vân vân. Thì người ta ví cái hệ miễn dịch nó giống như là một cái hàng rào, nó bảo vệ cơ thể của chúng ta chống lại sự xâm nhập và gây bệnh của những cái tác nhân lạ, chẳng hạn như là vi khuẩn và virus. Thế thì ở trên cái người đái tháo đường nó sẽ có hai cái tình huống có thể làm cho cái hệ miễn dịch nó bị suy yếu đi. Thứ nhất đó là chúng ta để cho đường huyết nó tăng quá cao. Thì thông thường khi mà đường huyết nó trên 180 mg trên decilit trong một thời gian kéo dài đó, nó sẽ ức chế cái hoạt động của bạch cầu, khiến cho cái hệ miễn dịch của chúng ta là nó không có hoạt động trơn tru giống như bình thường. Cái tình huống thứ hai là những cái người đái tháo đường mà kiêng khem quá mức hoặc là ăn uống không có được do những cái bệnh lý đồng mắt thì sẽ khiến cho cơ thể bị thiếu hụt rất là nhiều các cái vi chất dinh dưỡng và đặc biệt là thiếu hụt cái protein. Thì trong cái tình huống đó, nó sẽ thiếu những cái nguyên liệu để mà cái hệ miễn dịch có thể hoạt động được và người ta cũng sẽ bị suy giảm miễn dịch giống như là cái người mà kiểm soát đường huyết kém. Thì trên cái người đái tháo đường nếu như cái hệ miễn dịch nó hoạt động yếu thì nó sẽ đưa tới những cái hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt là cái tình trạng nhiễm trùng. Người ta thấy rằng những cái người mà đường huyết kiểm soát kém, HB1C cao lâu ngày thì cái khả năng bị nhiễm trùng nó sẽ cao hơn là cái người khác. Đồng thời một khi nhiễm trùng nó xảy ra thì mức độ rất là nặng, nó dễ dàng lan rộng toàn thân đưa đến nhiễm trùng huyết và cái việc điều trị của nó cũng rất là khó khăn. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ chuyên gia. Thưa quý vị, có lẽ là nghe qua những cái thông tin vừa rồi thì chúng ta cảm thấy khá là quan ngại, đúng không ạ? Nhưng hãy yên tâm, chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những giải pháp để chúng ta hỗ trợ rất là tốt cho những người mắc đái tháo đường đấy ạ. Và bây giờ thì Loan nghĩ là quý vị sẽ đặt ra một cái câu hỏi thắc mắc cũng giống như Diễm Loan vậy đó. Vậy là thế nào để chúng ta có thể kiểm soát tốt được đường huyết và hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới, thời điểm mà có lẽ là quý vị chúng ta sẽ ăn uống khá là thoải mái vì có nhiều tiệc tùng mà, đúng không ạ? Rồi chúng ta đi du lịch cùng với gia đình nữa, khó mà có thể tuân thủ theo đúng chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Vậy thì giải pháp như thế nào đây? Xin được mời chuyên gia Lê Hoàng Bảo ạ. Chúng ta biết rằng để kiểm soát đường huyết ổn định là chúng ta sẽ đi theo một cái kiềng ba chân, tức là chế độ ăn uống lành mạnh, để tập luyện hợp lý và sử dụng thuốc đầy đủ. Thế thì cái dịp Tết đến xuân về là một cái dịp mà chúng ta thường là sẽ rời bỏ cái công việc hàng ngày và nó sum họp với gia đình, và nó sẽ có những cái hoạt động nó trở nên rất là đặc biệt, nó không có xảy ra giống như ngày thường. Thì để kiểm soát được đường huyết ổn định trong những ngày này, nó có một số cái nguyên tắc thì cái người bệnh phải tuân thủ. Cái thứ nhất là chúng ta nên dự trữ thuốc cho nó đủ qua những cái ngày Tết. Bởi vì chúng ta biết rằng một số nhà thuốc người ta sẽ không có làm việc trong cái dịp Tết á. Mình sẽ, nếu mà ta không có đủ thuốc thì chúng ta dễ bị gián đoạn điều trị trong cái dịp đó. Cái thứ hai là về vấn đề tập luyện thì chúng ta sẽ dễ trở nên lơ là và lười vận động hơn ngày thường. Cho nên chúng tôi cũng khuyên quý vị bệnh nhân chúng ta nên kết hợp những cái hoạt động du xuân, đi dạo, đi ngắm cảnh hay là đi chùa vân vân, chúng ta sẽ kết hợp để chúng ta có thể vẫn tăng cường vận động giống như là ngày thường để chúng ta kiểm soát được đường huyết nó vẫn tốt. Và về cái vấn đề ăn uống thì chúng tôi nghĩ rằng dịp Tết là dịp nó sẽ có những cái thức ăn nó rất là đặc biệt thì chúng ta nên phải chú ý, giống như là bánh kẹo, mứt thì nó sẽ làm gia tăng cái lượng đường lên rất là nhanh, đặc biệt là cái đường huyết sau ăn. Thứ hai là những cái thức ăn đặc thù của ngày Tết như là thịt kho, hộp vịt hay là các cái loại lạp xưởng vân vân thì nó có thể nó làm tăng cái cholesterol máu rất là nhiều cho người bệnh. Những cái loại đó thì có thể trong cái dịp bình thường chúng ta không có tiêu thụ nhiều thì người bệnh cũng cần phải chú ý những chuyện đó. Và chúng tôi cũng có những cái tình huống đã từng gặp là người bệnh do chờ đợi khách đến đông đủ rồi mới nhập tiệc cũng như là cúng gia tiên vân vân thì có thể bị hạ đường huyết nếu chúng ta nhịn đói quá lâu. Vì vậy chúng ta cũng nên chú ý là cái giờ giấc ăn uống nó cũng phải ổn định giống như ngày thường.
Và chúng tôi nghĩ rằng liên quan tới cái chuyện mà dinh dưỡng thì thạc sĩ Quỳnh Thư sẽ cho chúng ta những cái thông tin nó chi tiết hơn. Dạ, và chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi để được lắng nghe những cái chia sẻ thật cụ thể từ thạc sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư. Bởi vì nói về vấn đề dinh dưỡng thì chắc chắn là phải nghe chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ rồi ạ. Xin mời ạ. Cảm ơn Diễm Loan. Kính thưa quý vị khán giả, thì như anh Bảo có chia sẻ, tức là dịp Tết là đây là một cái dịp mà mọi người có nhiều cái thay đổi so với cuộc sống bình thường. Ngay cả cái lịch sinh hoạt, ăn uống, mọi thứ đều rất thay đổi. Và theo văn hóa của Việt Nam mình thì những cái món ăn ngày Tết là hầu như ai cũng có thưởng thức, gia đình nào cũng chuẩn bị hết. Thành ra người đái tháo đường nếu không khéo á, thì nếu mà ăn uống theo những cái thực phẩm đó có khả năng là phải vô gặp bác sĩ Bảo rất là nhiều, đúng không ạ? Những cái dịp Tết là bệnh nhân phải vào bệnh sau Tết á, họ vào bệnh viện gặp chuyên gia nội tiết, gặp chuyên gia tim mạch rất là nhiều, là tại vì á, món ăn ngày Tết nó dễ lên đường, nó dễ lên huyết áp nữa đó. Thì thực ra như thế này, đối với bệnh nhân đái tháo đường á, thì một cái chế độ dinh dưỡng nó đóng vai trò rất là quan trọng, và nó là một cái điều trị căn bản trong cái kiềng ba chân như là anh Bảo chuyên gia về nội tiết có chia sẻ. Và cái chuyện mà điều trị căn bản này thì nó sẽ đi theo cùng với lại bệnh nhân tiểu đường trong suốt cái quá trình sống của họ, và giúp cho bệnh nhân sẽ phòng ngừa được những cái biến chứng về vấn đề tiểu đường, cũng như là giúp cho bệnh nhân tiểu đường giữ được một cái đường huyết tốt gần như về bình thường, giúp cho họ kiểm soát được huyết áp cũng như mỡ trong máu đó. Như vậy thì một cái chế độ ăn cho người đái tháo đường thì vẫn là phải là một chế độ ăn khoa học mà người bình thường cũng nên theo. Và thành phần dinh dưỡng nó cũng phải có 4 nhóm chất dinh dưỡng. Trong đó cái chất bột đường chiếm khoảng 50% tổng năng lượng, chất béo thì từ 25-30%, chất đạm thì cũng khoảng 20-25%, và đặc biệt chất xơ phải là giàu, một chế độ ăn giàu chất xơ, và lượng chất xơ khoảng là từ 20-35g một ngày. Và đặc biệt là bệnh nhân cần phải hạn chế những cái món ăn mà dễ tăng đường huyết, ví dụ như là cơm, mà cơm gạo trắng đó, gạo chà xát trắng, bánh mì trắng. Ở Việt Nam của mình rất là hay ăn bánh mì trắng bán dọc đường á, thì đó là cái món ăn mà rất là dễ lên đường đó. Rồi gì nữa, thí dụ khoai tây cũng là món ăn dễ lên đường, hoặc là nước ép trái cây đó, những cái loại nước ép sinh tố trái cây, hoặc là những cái loại kem chè, bánh kẹo ngọt vân, mấy cái này thì trong dịp Tết là rất là thường có. Thì quý bệnh nhân tiểu đường là nhớ là phải tránh giúp mấy cái nhóm này. Và kế tiếp là đối với cái nhóm mà chỉ số đường mà gọi là thấp hơn, và khi đó người tiểu đường có thể dùng hàng ngày, ví dụ như những cái loại cơm mà gạo của cái gạo còn vỏ cám, tức là gạo lứt còn vỏ cám, hoặc là bánh mì đen, bánh mì nguyên cám đó, hoặc là trong nhóm khoai thì có khoai môn ăn cũng được, hoặc là ăn bún đó, bún tươi thì cũng là chỉ số đường thấp nhé. Và ngoài ra trong chế độ ăn á, thì chú ý là luôn phải có một dĩa rau, và luôn luôn là mình nên ăn rau xanh trước cái bữa ăn chính thì nó sẽ tốt hơn đó. Tại vì cái chuyện ăn rau như thế nó sẽ cung cấp nguồn chất xơ, và nó ngăn chặn cái sự hấp thu của cái chất bột đường sau đó, cũng như là những cái loại chất béo có hại. Và khi nói tới chất béo á, thì những cái bệnh nhân tiểu đường thì cái nguy cơ tim mạch cũng là cao, đúng không? Thành ra là những cái chất béo có hại từ những cái loại mỡ động vật, ví dụ Tết mình có cái món gọi là thịt kho hộp vịt, dạ, thì cái lòng đỏ trứng và cái mỡ heo nó đều là làm dễ tăng mỡ trong máu. Thành ra là mình nếu có ăn thôi, mình ăn cái thịt nạc thôi, ăn lòng trắng trứng thôi nha anh Điền đó, thì khi đó nó sẽ bảo vệ sức khỏe tốt hơn đó. Mình tránh những cái loại mỡ động vật, da động vật, bộ đồ lòng, nước hầm xương, mấy cái đó là nên tránh. Và mình sẽ dùng những cái chất béo tốt từ các loại dầu thực vật, từ những cái loại hạt có dầu thì nó tốt hơn, hoặc là những cái loại cá béo, ví dụ như là cá biển sâu đó, thì nó giàu chất béo omega 3, nó tốt cho cái bệnh nhân tiểu đường. Và một tuần thì mình nên ăn cá thay thịt là khoảng ít nhất 3 lần, rất là tốt. Chất đạm thì đây là cái nhóm cũng là chỉ số đường thấp, thành ra là mỗi bữa ăn là cũng ăn được, ăn tốt. Và khi đó thì mình sẽ phân phối cái đạm động vật và đạm thực vật, nghĩa là thí dụ như là thịt nạc là gồm có thịt nạc ức gà nè, ăn cũng tốt, hoặc là tất cả các loại cá, hoặc là mình sẽ ăn các loại đậu và cũng như là đậu hũ, thì đây là những cái nguồn đạm thực vật và nó sẽ không có làm tăng cái mỡ xấu trong máu cho bệnh nhân tiểu đường, rất là tốt. Sau đó khi nói tới cái nhóm chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường thì không quên tới trái cây. Tại vì trái cây là gọi là người tiểu đường cũng rất là ghiền, tại vì là cũng là món khoái khẩu. Tuy nhiên là nó sẽ rất là dễ làm tăng đường huyết. Đặc biệt ngày Tết thì mình thấy là cái trái
trái đặc biệt ngày Tết là trái dưa hấu đó, mà trái dưa hấu là đường rất là cao, thành ra là có nhiều bệnh nhân mê quá thì ăn dưa hấu sau đó cũng lên đường đó. Thì những cái trái cây ít ngọt, ví dụ như là trái táo nè, trái bưởi, trái cam sành đó, trái dâu Đà Lạt hoặc là trái nho Ninh Thuận, Phan Rang, trái bơ vân vân, đó là những cái trái mà tương đối an toàn. Tuy nhiên cái lượng ăn mình ăn cũng vừa phải thôi, ít thôi, khoảng 100g cho một cử ăn, và ăn ngay sau cử chín là tốt nhất. Vào dịp Tết thì mọi người sẽ rất là bận rộn, và như vậy thì có những khi là phải tiếp khách nè, có những khi phải đi ra ngoài. Thì đối với người đái tháo đường á, cái việc mà bỏ cái cử ăn là khả năng hạ đường huyết sẽ cao. Thành ra khi đó thì người đái tháo đường có thể dùng những cái sản phẩm chuyên biệt dành cho người đái tháo đường, và khi đó họ có thể uống để thay bữa ăn cũng được đó. Hoặc là những cái bữa ăn vội quá, có thể là ăn không có đủ được dinh dưỡng trong một bữa, thì họ có thể cũng phối hợp với một ly sữa dành cho bệnh nhân đái tháo đường, và khi đó vẫn đảm bảo được dinh dưỡng, vẫn có sức để đi chơi, vẫn có sức để tiếp khách vân vân. Và những cái sản phẩm dinh dưỡng cho người đái tháo đường thì cấu trúc bữa ăn nó sẽ giống như một cái bữa ăn vậy, tức là nó sẽ có thành phần chất bột đường, chất đạm, chất béo và các loại vitamin khoáng chất. Trong đó chất bột đường là một cái hệ chất bột đường mà gọi là rất là tiên tiến và có chỉ số đường thấp và hấp thu chậm, và như vậy thì người đái tháo đường sau khi uống vẫn không có bị tăng cái đường huyết sau ăn. Ngoài ra trong thành phần dinh dưỡng sẽ có chất myo-inositol. Đây là một cái chất mà giúp cải thiện cái độ nhảy của insulin và giúp cho người đái tháo đường kiểm soát đường nó sẽ tốt hơn. Và với cái hệ vitamin khoáng chất đầy đủ như vậy sẽ giúp cho người đái tháo đường có đầy đủ vi chất và tăng cường được cái hệ miễn dịch của mình. Dạ, nghe qua những cái chia sẻ này thì Loan phải gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến với Thạc sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những cái chia sẻ ngày hôm nay. Thì quý vị cũng thấy là với những cái người mà chúng ta mới được chẩn đoán là mắc đái tháo đường đó, thường là họ rất là băn khoăn, không biết là cái chế độ ăn uống như thế nào cho bản thân mình thì phù hợp. Và chắc chắn là quý vị cũng đã nghe vừa rồi thì Thạc sĩ có nhắc tới việc là cá thể hóa dinh dưỡng. Và Loan nghĩ rằng thông tin này sẽ rất là hữu ích dành cho những quý vị mắc đái tháo đường. Chúng ta sẽ cần phải được chia sẻ rõ hơn để chúng ta có thể áp dụng ngay vào trong cuộc sống của mình, lựa chọn được thực đơn nào cho nó phù hợp với cả chiều cao nè, cân nặng cũng như là cái sở thích ăn uống của quý vị. Vậy thì xin nhờ chuyên gia dinh dưỡng sẽ tư vấn về vấn đề này ạ. Thì đối với bệnh nhân đái tháo đường thì cái chế độ dinh dưỡng nên được tư vấn và thiết lập bởi chuyên gia dinh dưỡng là tốt nhất. Khi đó các chuyên gia sẽ tùy theo cái bệnh nền của bệnh nhân, cái đường huyết, mục tiêu điều trị của bệnh nhân để đưa ra một cái thực đơn và chế độ điều trị nó phù hợp để giúp cho bệnh nhân có thể đủ dinh dưỡng nhưng mà vẫn là đường huyết không có cao. Cái này rất là quan trọng. Và cái cân nặng chiều cao ở đây nó sẽ giúp cho chuyên gia dinh dưỡng thứ nhất là tính được cái chỉ số BMI của bệnh nhân. BMI là chỉ số khối của cơ thể. Thì khi đó chuyên gia dinh dưỡng sẽ đánh giá được bệnh nhân này là đang là suy dinh dưỡng hay béo phì, thừa cân hay là một người bình thường để có những cái chiến lược khác nhau. Ví dụ như BMI của một người mà dưới 18.5, BMI thì mình sẽ tính là cân nặng chia cho chiều cao bình phương. Như vậy nếu mà dưới 18.5 thì đó là một người suy dinh dưỡng. Đó thì cái chế độ ăn của người tiểu đường mà kèm suy dinh dưỡng nó sẽ khác với lại tiểu đường mà kèm béo phì, chẳng hạn như thế. Những người thừa cân béo phì là BMI 23 trở lên. Và những người gọi là chuẩn, nghĩa là từ 18.5 cho tới dưới 23, đó như vậy là chuẩn nhất. Ngoài ra thì khi tới bệnh viện thì các bệnh nhân ngoài được tính chỉ số BMI thì họ còn được đo cái thành phần cơ thể để coi cái tỷ lệ mỡ bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ mỡ nội tạng là bao nhiêu, cũng như là mỡ trong máu vân vân nhé. Đó, và như vậy thì qua cái tính toán như thế thì bác sĩ dinh dưỡng sẽ nhận định là bệnh nhân này nên ăn cái mức năng lượng một ngày là bao nhiêu là phù hợp. Ví dụ như là một người nam giới mà hoạt động nhẹ thì cái mức năng lượng mỗi ngày nên đạt khoảng là 30 kcal trên cân nặng lý tưởng. Cân nặng lý tưởng là mình sẽ lấy cái cân nặng, mình sẽ lấy cái chiều cao tính theo cm, mình trừ cho 100, sau đó mình nhân cho 0.9, mình sẽ ra được kg lý tưởng của bệnh nhân. Và như vậy thì lao động nhẹ như là nghệ sĩ Thanh Điền thì mình tính là 30 kcal một ký. Còn người lao động mà trung bình thì 35 và nặng hơn là 40. Còn đối với nữ giới thì cái mức nó sẽ thấp hơn, tức là 25, 30 và 35 cho nữ giới. Và như vậy thì bác sĩ Thư muốn hỏi là nghệ sĩ Thanh Điền hiện nay cân nặng và chiều cao bao nhiêu? Chiều cao thì 1m72. 1m72. Dạ. Cân nặng thì 65. Như vậy thì
rất là vui chúc mừng nghệ sĩ Thanh Điền, tại vì cái cân nặng là bây giờ rất là lý tưởng so với chiều cao của mình. Như vậy thì cái BMI nó xung quanh khoảng 22 là chuẩn của người Việt Nam. Với cái vận động mỗi ngày là mức nhẹ nhàng thì mỗi ngày bác sĩ Thư tính là anh sẽ mức ở khoảng năng lượng là khoảng 1950 kilocalories một ngày, tức là chung quy khoảng 1900 tới 2000 kilocalories là vừa đẹp. Dạ, như vậy thì nếu như những ngày nào mà làm việc vất vả hơn, diễn cực hơn thì được tăng lên một chút xíu calorie đúng không ạ? Đúng rồi, tức là lúc đó mình lại nhân cho 35, tức là mình lấy 65 mình nhân cho 35. Còn bây giờ mình đang tính là 30 nhân 65 nhé. Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi hỏi chi tiết như vậy là bởi vì mỗi người chúng ta sẽ có cái đặc tính công việc rất là riêng, nên là quý vị sẽ tự nhận định cho mình nha. Và bây giờ thì hãy nhanh tay tính thử cái chế độ dinh dưỡng dành cho bản thân của quý vị xem. Một ngày quý vị sẽ cần bao nhiêu kilocalo vậy ạ? Hãy nhập nhanh vào phần bình luận bên dưới nhé, để có thể chia sẻ cùng với chương trình và giao lưu cùng với những quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và nãy giờ thì chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Viết Quỳnh Thư cũng đã chia sẻ với quý vị rất là rõ về cái mức năng lượng cần thiết trong ngày. Và Loan nghĩ là quý vị cũng đang có rất nhiều những câu hỏi liên quan tới vấn đề này đó. Quý vị cứ gửi về cho chương trình nha, cứ viết vào phần bình luận đi ạ. Và chúng ta sẽ hỏi nghệ sĩ Thanh Điền thử xem, nãy giờ nghe các chuyên gia chia sẻ nhiều như vậy, nghệ sĩ có muốn đặt câu hỏi riêng cho mình hay không ạ? Xin phép cho tôi hỏi hai vị nói rõ hơn, cụ thể hơn về thực đơn mẫu theo cách tính á, thì để cho tôi thực hiện, để theo dõi đường huyết nó cụ thể hơn, tốt hơn. Một câu hỏi rất hay của nghệ sĩ Thanh Điền, tức là hồi nãy tôi có tính cho nghệ sĩ Thanh Điền là cái mức là 1950 kilocalories, tuy nhiên thì cái đó chỉ mới con số chung, còn mỗi ngày thì cụ thể mình sẽ ăn cái gì thì vừa rồi thì trong giờ giải lao tôi cũng có thời gian để ngồi tính cho nghệ sĩ Thanh Điền một cái thực đơn mẫu. Thực ra thì tại bệnh viện, nếu mà như là tại bệnh viện FV khoa dinh dưỡng, thì sau khi nghệ sĩ Thanh Điền được gặp bác sĩ dinh dưỡng xong thì sẽ có một bộ phận chuyên về làm thực đơn, và khi đó là nghệ sĩ Thanh Điền sẽ có một cái bộ thực đơn mẫu và ăn theo ngày theo bữa luôn, rất là tiện để cho người nấu ăn ở nhà có thể nấu. Tuy nhiên trong thời lượng chương trình này thì tôi chỉ chia sẻ một cái khung cơ bản để nghệ sĩ có thể hiểu. Về bữa ăn sáng cho nghệ sĩ Thanh Điền thì tôi cũng biết là buổi sáng nghệ sĩ Thanh Điền khá là bận rộn chuẩn bị cho những cái lịch quay trong ngày, thành ra là khả năng mà chuẩn bị một cái bữa ăn hoàn chỉnh buổi sáng chắc là hơi bị khó. Thành ra trường hợp này thì chú Thanh Điền có thể dùng một cái bữa sáng với một cái sản phẩm chuyên biệt dành cho người đái tháo đường, kết hợp với lại ví dụ khoảng 3 lát bánh mì sandwich đen, hoặc là có thể là nửa ổ bánh mì gọi là bánh mì đen, hoặc là còn nguyên cám cũng được. Và khi đó mình có thể pha sữa ấm và mình chấm chung với bánh mì ăn cũng rất là tốt. Và sau đó là mình sẽ ăn thêm một hũ sữa chua không đường. Đó là cái combo gọi là tương đối là hoàn hảo cho chú vào buổi sáng, và cũng giúp kiểm soát đường huyết tốt mà cũng không có phải mất công phải chuẩn bị nhiều. Và sau đó buổi trưa thì mình rảnh rang hơn, khi đó thì buổi trưa buổi chiều thì mỗi cái cử ăn nên có là thứ nhất là một cái phần cơm đậu hạt. Cơm thì vừa rồi tôi có tính là mức cái khoảng là 50g gạo dành cho người tiểu đường, tức là gạo còn vỏ cám, 50g đậu. Đậu thì mình có thể là thay đổi các loại đậu khác nhau, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, vân vân. Và kế tiếp là 10g hạt, hạt thì có thể mình dùng mè cũng được, hoặc là đậu phộng, hoặc là các loại hạt. Thì mình có thể hấp chung với nhau thành một phần cơm, đó giống như cơm trộn vậy đó, nó nhiều thứ. Hồi xưa mình hay ông bà mình gọi là cơm độn á. Cơm độn, nhưng mà thực ra chế độ cơm độn hồi xưa là rất là healthy nha, rất tốt đó. Hồi xưa gọi là nghèo ăn cơm độn, nhưng thực ra bây giờ giàu cũng phải ăn cơm độn vì nó tốt cho người bệnh tiểu đường. Đó, như vậy thì nó sẽ làm cho cái đường huyết của cái phần cơm đó nó sẽ thấp hơn là mình ăn cái cơm gạo trắng. Đó, như vậy thì một phần cơm là cả gạo và đậu và hạt luôn. Đó, mình làm một phần cơm. Kế tiếp là một dĩa rau xanh. Đó. Rau thì nên chọn những cái gì màu lá xanh, còn ví dụ màu đỏ cam, bí đỏ, cà rốt, khoai tây này kia, mấy cái đó đều lên đường hết. Cơm thì mình sẽ ăn với thịt cá, thì nghệ sĩ có thể ăn một khứa cá thu, cá lóc hay gì đó, tức là một khứa cá. Hoặc là bữa nào không ăn cá, mình có thể ăn một miếng thịt nạc ức gà, 100g, đó, 100g cá, 100g thịt nạc ức gà. Hoặc là một miếng đậu hũ mà mình phải mua về tự chiên qua, chứ đừng có mua cái hàng chiên sẵn, nó cũng không tốt. Dạ. Với lại cái lượng dầu ăn thì mỗi cử khoảng là 10ml, tức là 2 muỗng cà phê. Mình có thể nấu trong cái đồ mặn hoặc là mình xào với rau cũng được.
Và kết thúc cái dĩa ăn đó thì mình sẽ có một miếng trái cây ít ngọt đó, tức là 100 gram thôi. Như vậy đó là hai cái cử ăn chính của nghệ sĩ là như thế. Và còn cái cử phụ, thí dụ như là khi đi diễn hoặc là tối trước khi đi ngủ mà nghệ sĩ cảm thấy còn hơi đói, thì khi đó mình có thể uống sữa tươi không đường nè, hoặc là đơn giản là một cái ly xương sa, xương sáo, é hay là hạt chia gì đó, thì nó bổ sung chất xơ mà không đường thì mình cũng có thể là mình uống cử phụ để cho cái bụng nó cảm giác nó thoải mái. Dạ, và như vậy là cũng có một cái thực đơn mẫu khá là ổn và chúng ta có thể áp dụng được rồi ạ. Thế thì không biết là chuyên gia nội tiết Lê Hoàng Bảo có lời khuyên nào dành cho nghệ sĩ Thanh Điền không ạ? Dạ, xin chào nghệ sĩ Thanh Điền. Thì với cái tình huống của nghệ sĩ thì cũng tương đối là đặc biệt, bởi vì thường xuyên là không có ở cố định một nơi mà phải đi diễn nhiều. Và cái giờ giấc diễn đôi khi nó cũng không có giống như cái giờ hành chánh của chúng ta làm việc bình thường. Do đó thì cái điều mà thứ nhất mà nghệ sĩ có thể làm được rất là mình điều chỉnh một cái chế độ ăn hợp lý với đầy đủ cân đối các cái chất và đầy đủ năng lượng như là chuyên gia về dinh dưỡng đã khuyên. Thứ hai về cái vấn đề vận động đó, thì nghệ sĩ sẽ sắp xếp làm sao đó mỗi ngày có thể vận động được tối thiểu là 30 phút. Chúng ta có thể chia ra nhiều lần nhỏ, một lần là vận động khoảng 10 phút và 3 lần một ngày như vậy, thì nó cũng sẽ đảm bảo được cái thời gian tập luyện. Và mỗi tuần thì nên cố gắng tập luyện ít nhất là 5 ngày, tức là nếu có nghỉ thì không có quá 2 ngày. Thì được biết là nghệ sĩ cũng thường xuyên rất là nhiều có những cái môn thể dục thể thao, thì cái chuyện đó sẽ không phải là khó khăn. Và cái vấn đề sử dụng thuốc thì chúng ta sẽ đem thuốc theo, kể cả những chuyến đi lưu diễn xa, để có thể là có đủ cái thuốc vào trong người giúp cho đường huyết ổn định. Và chúng tôi thấy rằng trong cái thực hành điều trị thì để biết cái hiệu quả của thuốc men, của ăn uống và tập luyện với cơ thể mình nó có hợp hay không thì nên có một cái phương tiện chúng ta theo dõi đường huyết thường xuyên. Xin cảm ơn những cái lời giải thích của hai chuyên gia. Tôi rất là mừng vì tôi đã được những thông tin hữu ích. Tôi sẽ áp dụng theo các thực đơn của chuyên gia hướng dẫn và phải năng tập luyện theo sự hướng dẫn của chuyên gia. Tôi rất cảm ơn, tôi thấy rất là yên tâm. Cái việc làm việc của tôi đó, nó cũng như bác sĩ nói, cũng như chuyên gia nói là phải đi đó đi đây, giờ giấc rất không phải như là người hành chánh ở một nơi, nên rất là phức tạp. Dạ. Đây là bộ đôi đã giúp cho tôi kiểm soát đường huyết rất là tốt. Lusatna dễ uống và mang theo mọi lúc mọi nơi. Còn đây là máy đo đường huyết liên tục của iBot, chỉ cần quét cảm biến một cái là biết đường lên hay xuống để điều chỉnh chế độ ăn uống mà không cần chích máu ngón tay. Kính thưa nghệ sĩ Thanh Điền, thì cái máy theo dõi đường huyết liên tục Freestyle Libre là một cái loại mà hiện nay đang được rất nhiều cái người bệnh đái tháo đường sử dụng. Thì cái việc dùng nó cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ có một cái cảm biến gắn ở dưới da, giống như là chúng ta nhìn cái cánh tay của nghệ sĩ. Và thứ hai là một cái đầu độc, khi chúng ta đưa cái đầu độc đến gần cái cảm biến thì nó sẽ hiện cái con số đường huyết lên. Như vậy thì cái người bệnh hoàn toàn có thể kiểm tra đường huyết của mình ở mọi lúc mọi nơi mà không cần phải sử dụng những cái dụng cụ phức tạp như là kim, như là bông băng, rồi cồn sát khuẩn, hay là những cái que thử đường huyết, vân vân. Cái thứ hai nữa là cái máy này nó giúp cho chúng ta có thể mang đi rất là dễ dàng, tiện để đi xa, giống như là nghệ sĩ mà thường xuyên phải đi lưu diễn ở những nơi xa. Cái nữa là nó giúp chúng ta đánh giá được cái hiệu quả của cái việc chúng ta ăn uống, cái việc chúng ta tập luyện lên trên cái kiểm soát đường huyết như thế nào, để từ đó chúng ta có thể điều chỉnh được nó được tốt hơn. Và đặc biệt là chúng tôi thấy những cái người mà tương đối là nhạy cảm, như là những người lớn tuổi hoặc là có suy giảm chức năng thận, hoặc là phụ nữ có thai đó, thì khi họ sử dụng cái này họ có thể kịp thời phát hiện được những cái tình trạng tăng đường huyết hoặc là hạ đường huyết để có cái giải pháp mà xử trí kịp thời và phù hợp. Thì từ đó là nó giúp cho cái việc điều trị bệnh đái tháo đường của chúng ta nó trở nên dễ dàng hơn, và người bệnh có thể tự tin hơn trong cái việc theo dõi đường huyết. Khác với lúc trước là chúng ta cứ phải đâm ở đầu ngón tay rồi trích máu ra, nó rất là đau và nó cũng nhiều phiền phức. Dạ, vâng thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng ta vừa được lắng nghe những cái chia sẻ từ hai chuyên gia về nội tiết và về dinh dưỡng, giúp cho quý vị chúng ta đã có cho mình những cái kinh nghiệm
để có thể là áp dụng ngay trong cuộc sống, giúp cho chúng ta có thể kiểm soát được đường huyết một cách liên tục, cũng như là chúng ta hỗ trợ thêm cho hệ miễn dịch của những người mắc đái tháo đường, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy chúng ta có thể thấy là việc kiểm soát đường huyết, xây dựng một chế độ dinh dưỡng phù hợp không hề khó, đúng không ạ? Và để giúp cho quý vị có thể nhớ kỹ hơn những thông tin hữu ích vừa được các chuyên gia của chúng ta chia sẻ, cũng như là sẽ tăng thêm niềm vui dành cho tất cả quý vị khi theo dõi chương trình, thì sau đây sẽ là phần mini game quý vị nhé. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu hỏi, bình luận đáp án và một con số ngẫu nhiên theo cú pháp, đó là đáp án gạch dưới tên Facebook, gạch dưới con số may mắn để tham gia mini game của chương trình. Và nhãn hàng Lusigna sẽ dành tặng 5 phần quà, mỗi phần là 2 lốc Lusigna pha sẵn dành cho 5 người chơi may mắn. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Hãy chuẩn bị sẵn điện thoại của quý vị nha. Và bây giờ, Diễm Loan sẽ đọc câu hỏi của mini game đầu tiên. Nội dung câu hỏi như sau. Các dưỡng chất có trong sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người mắc đái tháo đường như Lusigna có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch là gì? Chúng ta có các gợi ý đáp án như sau. A. Protein, vitamin A, D, E, C, B6, B12, axit folic, sắt, kẽm, selen và đồng. Và B. Chất béo MOFA và BUFA. C. Myo-inositol. Và bây giờ quý vị sẽ có 30 giây để trả lời câu hỏi đầu tiên của phần mini game này. Nhanh tay lên quý vị nha, 30 giây bắt đầu. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian 30 giây, Loan nghĩ là quý vị đủ để chúng ta có thể nhớ lại xem là nãy giờ các chuyên gia đã chia sẻ với chúng ta thông tin là gì và cái nào đã từng xuất hiện trong những sự chia sẻ vừa rồi thì có vẻ quen thuộc. Và như vậy thì quý vị cứ chọn vào đáp án nào mà quý vị thấy quen đi nhé. Bây giờ chúng ta còn 5 giây cho quý vị suy nghĩ nha. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là hết thời gian dành cho việc tham gia trả lời câu hỏi với mini game đầu tiên của chương trình. Quý vị đã chọn đáp án nào là đúng ạ? Ai chọn A ạ? Ai chọn B ạ? Quý vị nào chúng ta đã chọn C vậy ạ? Và quý vị có trả lời đúng hay không? Loan xin phép sẽ cung cấp đáp án ngay bây giờ. Đáp án đúng của chúng ta là câu A. Trong sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người mắc đái tháo đường, Lusigna có 12 dưỡng chất hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch bao gồm protein, vitamin A, D, E, C, B6, B12, axit folic, sắt, kẽm, selen và đồng. Quý vị nào đã trả lời đúng ạ? Xin chúc mừng quý vị. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần chờ đợi xem mình có phải là người may mắn để nhận về phần quà của Lusigna hay không nhé. Và xem ra là nãy giờ có nhiều quý vị tham gia với chương trình nhưng mà câu trả lời lại chưa có đúng. Quý vị tỏ ra tiếc nuối quá. Không sao ạ. Đừng lo, chúng ta sẽ đến với mini game tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Bình tĩnh lại nào và chuẩn bị sẵn điện thoại đi nào. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của mini game số 2. Và quý vị đừng quên, chúng ta cũng vẫn sẽ trả lời bằng cách là bình luận đáp án, một con số ngẫu nhiên theo cú pháp, đáp án gạch dưới tên Facebook, gạch dưới con số may mắn để tham gia trả lời câu hỏi từ mini game nha. Và nhãn hàng Lusigna sẽ dành 5 phần quà, mỗi phần quà sẽ là 2 lốc Lusigna pha sẵn dành cho 5 người chơi may mắn. Và bây giờ nội dung câu hỏi tiếp theo như sau, mời quý vị lắng nghe. Thưa quý vị, người mắc đái tháo đường nên chọn chế độ dinh dưỡng như thế nào để có thể giúp kiểm soát tốt được đường huyết và tăng cường hệ miễn dịch? Chúng ta có các gợi ý như sau. A. Ăn uống kiêng khem, bột bớt bữa ăn. B. Đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cân bằng cả về số lượng và chất lượng. Và C. Lựa chọn thực đơn phù hợp theo mức năng lượng dựa trên chiều cao, cân nặng, tuổi, giới tính và mức độ lao động. D. Cả hai đáp án B và C đều đúng. Quý vị có 30 giây cho phần giải đáp của mình. 30 giây bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian không chờ đợi một ai. Quan trọng là quý vị ơi đừng có ngại ngần. Nếu mà chúng ta chưa có chắc chắn về đáp án của mình không sao, mình cứ chọn theo đáp án mà mình cho là đúng đi ạ. Tự tin lên quý vị nha, tham gia với chúng tôi đi ạ. Wow, rất nhiều quý vị bắt đầu gửi về cho chương trình. Và chúng ta chỉ còn có 5 giây cuối mà thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin chúc mừng những quý vị nào chúng ta đã tham gia trả lời được câu hỏi vừa rồi. Đấy, Loan thấy rất nhiều quý vị đã gửi về này. Rất nhiều đáp án luôn.
Và nãy giờ xem ra thì quý vị đã theo dõi chương trình rất là kỹ nha. Lo thấy nhiều quý vị có đáp án đúng đó. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là gì đây ạ? Lo xin phép được giải đáp đáp án của chúng ta. Đáp án đúng sẽ là cả B và C đều đúng. Có nghĩa câu trả lời chính xác là câu D. Xin được chúc mừng những quý vị nào mà chúng ta đã có đáp án đúng là D ạ. Nhưng mà đừng quên là chúng ta sẽ cần chờ đợi xem ai là người may mắn nha. Và thưa quý vị, người mắc đái tháo đường thì nên đảm bảo được cho mình là cung cấp đủ dinh dưỡng và cân bằng cả về số lượng và chất lượng. Và quý vị cũng hãy nhớ là nên lựa chọn thực đơn phù hợp theo mức năng lượng dựa trên chiều cao, cân nặng, tuổi giới tính và mức độ lao động của chúng ta. Và chúc cho những quý vị nào đã có câu trả lời đúng, chúng ta may mắn nữa nhé, để nhận phần quà từ Glucena ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ giải lao trong giây lát trước khi chúng ta quay trở lại với chương trình ngày hôm nay cùng với phần giải đáp những thắc mắc có liên quan đến chủ đề của buổi livestream mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Và ngay giây phút này tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua phần bình luận quý vị nhé. Quý vị khán giả thân mến, trong thời gian đang phát sóng chương trình tư vấn trực tuyến cùng với chuyên gia với chủ đề đường huyết ổn định, miễn dịch khỏe mạnh, quý vị khán giả có câu hỏi thắc mắc liên quan tới chủ đề của chương trình, đừng quên là chúng ta có thể gửi về cho chương trình trực tiếp ở phần bình luận bên dưới quý vị nhé. Và thưa ba vị khách mời, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi từ quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Xem ra là chủ đề của chúng ta được quý vị rất là quan tâm ạ. Và hiện tại thì Diễm Loan thấy là quý vị chúng ta đang gửi về liên tục những câu hỏi. Đừng dừng lại, cứ tiếp tục hỏi. Quý vị thắc mắc gì quý vị cứ hỏi. Mình sẽ có cơ hội để có thể trò chuyện trực tiếp cùng với chuyên gia cơ mà. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ giải đáp ngay câu hỏi của khán giả đầu tiên quý vị nhé. Thưa các chuyên gia, Loan nhận được một câu hỏi có nội dung như thế này. Ba em mắc đái tháo đường type 2 đã 3 năm rồi và mỗi buổi xế hay là tối trước khi đi ngủ thì thường là ba sẽ có cảm giác bị đói nên em chuẩn bị sữa tươi không đường cho ba uống và xin chuyên gia có thể tư vấn giúp em như vậy thì đã đủ dinh dưỡng dành cho người mắc đái tháo đường hay chưa? Và với câu hỏi này thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhờ đến phần tư vấn từ phía chuyên gia dinh dưỡng thạc sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư ạ. Xin mời ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trường hợp ba của bạn là đái tháo đường đã 3 năm rồi, không biết cái đường huyết kiểm soát như thế nào. Tuy nhiên thì bác có hay có những cái cơn đói vào giữa cử, thì có khả năng là những cái bữa chính á, cái dinh dưỡng có thể là chưa có phù hợp và chưa có đủ. Chính vì vậy vào cử phụ là bác hay bị đói. Như vậy thì bạn cũng nên đến chuyên gia dinh dưỡng để được thiết lập lại cái chế độ ăn phù hợp cho ba của bạn. Những cái trường hợp mà bệnh nhân mà bị suy dinh dưỡng thì cái cử phụ nếu mà chỉ uống những cái sản phẩm sữa tươi không thì nó cũng chưa có đầy đủ dinh dưỡng. Khi đó chuyên gia dinh dưỡng phải thiết lập lại chế độ ăn chính cho phù hợp đầy đủ dinh dưỡng hơn. Và khi đó thì cử phụ mới có thể dùng những cái sản phẩm như thế. Và trong trường hợp cử chính mà ba của bạn cái sức ăn không có được nhiều thì có thể phối hợp với sản phẩm chuyên biệt dành cho bệnh nhân đái tháo đường. Phối hợp cùng với cử chính để cho ra một cái bữa ăn mà đầy đủ cái dinh dưỡng để cho ba bạn không có bị đói vào cử phụ. Còn trường hợp mà ba bạn bị thừa cân béo phì, cái nhóm đó thì khi đó là chuyên gia dinh dưỡng có thể chỉ định là thay thế cái bữa ăn bằng một cái chai hoặc là một cái ly sữa chuẩn của chế phẩm dành cho bệnh nhân đái tháo đường. Thì khi đó sẽ giúp vừa kiểm soát đường huyết, vừa giúp kiểm soát cân nặng cho ba của bạn. Dạ, như vậy thì có lẽ là với quý vị khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình, thì chúng ta thử về nhà kiểm tra lại hết toàn bộ cái chế độ dinh dưỡng xem đã ổn hay chưa. Và nếu như mà chúng ta vẫn chưa nhớ được là nên có một cái chế độ chuẩn như thế nào thì xin xem lại buổi livestream ngày hôm nay. Và lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng mời quý vị xem lại nha, ở ngay trên trang fanpage của Lusacna quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo mà chương trình chúng tôi nhận được ngày hôm nay có nội dung như thế này. Dạ, vị khán giả này 56 tuổi, xin chào khán giả. Là một vị khán giả nam sống tại thành phố Hồ Chí Minh, khán giả có nói tôi bị đái tháo đường 3 năm nay, hiện đường huyết do hàng ngày thay đổi lên xuống thất thường nên tôi rất là lo các biến chứng. Xin bác sĩ có thể chia sẻ về cái cách phát hiện sớm những biến chứng để tôi có thể nhận biết sớm hơn. Dạ, và với câu hỏi này thì chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển đến cho chuyên gia Lê Hoàng Bảo ạ. Xin mời ạ. Xin kính chào quý vị khán giả đã đặt câu hỏi. Thì câu hỏi này liên quan đến một cái tình trạng là đường huyết dao động thất thường, nghĩa là lúc tăng lúc giảm. Thì trước hết chúng tôi xin khẳng định cái tình trạng mà đường huyết nó dao động quá mức như vậy nó vẫn có thể gây ra các cái biến chứng của đái tháo đường, không thua gì là chúng ta để cho đường huyết nó tăng cao liên tục. Như vậy thì để có thể phát hiện sớm được cái tình trạng dao động đường huyết đó thì ở trên cái thực tế lâm sàng đó, chúng ta có thể dựa vào một số cái triệu chứng, chẳng hạn như là khi mà đường huyết nó tăng quá cao
nó sẽ làm cho quý vị cảm thấy là mình rất là khát nước, mình khô miệng, mình đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là tiểu về đêm nhiều lần, bị sụt ký và có thể làm kèm theo là bị mờ mắt hoặc là tê tay chân hoặc là có những cái vết thương nó chậm lành. Còn ngược lại, khi mà đường huyết nó bị hạ xuống thì chúng ta đôi khi có thể cảm thấy là bị đói bụng, hoa mắt, run rẩy tay chân, vã mồ hôi, và cái tính khí có thể nó thay đổi. Khi mà người khác nhận thấy cái người đang bình thường mà thay đổi tính khí, có thể cấu gắt, thì đôi khi người ta đang bị hạ đường huyết. Chúng ta nên kiểm tra ngay cái chuyện đó. Thì để có thể phát hiện sớm những cái cơn tăng và hạ đường huyết như vậy thì chúng ta nên có một cái phương tiện theo dõi đường huyết đáng tin cậy. Thì nếu mà quý vị đã sử dụng quen những cái máy đo đường huyết mao mạch trước đây thì chúng ta có thể tiếp tục dùng, hoặc không thì cái máy Freestyle Libre chúng tôi nghĩ rằng nó cũng rất là tiện lợi, bởi vì nó thử được ngay cái đường huyết ở cái thời điểm mà chúng ta có triệu chứng, để chúng ta kiểm chứng xem liệu cái triệu chứng đó có phải là do cái dao động đường huyết gây ra hay không. Và tất nhiên là bằng cái việc mà chúng ta kết hợp những cái triệu chứng lâm sàng cũng như là kết quả đường huyết đó, chúng ta phát hiện thấy là mình bị cái dao động đường huyết, thì quý vị nên đem cái bản theo dõi đường huyết đó đến gặp bác sĩ điều trị của mình để có thể điều chỉnh cái thuốc cho nó phù hợp, bằng cái việc mà sử dụng cái thuốc men thích hợp cũng như là ăn uống đúng giờ, đúng cái thành phần cân đối, và chúng ta vận động hợp lý đó, thì nó sẽ tránh được cái tình trạng dao động đường huyết đó và giúp cho người bệnh có được một cái đời sống gần như là bình thường. Và cũng xin nhờ chuyên gia có thể tư vấn thêm cho khán giả, bởi vì khán giả có nhấn mạnh hỏi rằng làm sao để tôi phát hiện được sớm biến chứng của đái tháo đường. Dạ, xin mời ạ. Các cái biến chứng của đái tháo đường thì nó sẽ chia ra làm nhiều cái giai đoạn. Ở cái giai đoạn sớm thì thường là nó sẽ không có biểu hiện cái triệu chứng gì rõ hết. Chẳng hạn như là những cái cơn đau thắt ngực có thể là nó yên lặng, hoặc là cái tình trạng mà giảm thị lực thì nó sẽ tiến triển từ từ chứ nó không có giảm đột ngột. Hoặc là cái biến chứng thận của người đái tháo đường á, nó sẽ biểu hiện sớm bằng cái tình trạng tiểu protein, rồi từ từ nó mới tiến triển thành suy thận. Cho nên là muốn phát hiện sớm, thực tế chúng ta không thể nào dựa vào những cái triệu chứng ở trong cơ thể mình được, mà chúng ta nên đi tái khám đúng cái lịch hẹn để được bác sĩ cho làm các cái xét nghiệm tầm soát định kỳ. Thì bằng cái việc làm xét nghiệm đó như là thử máu, đo điện tâm đồ, xét nghiệm nước tiểu, khám mắt, thì chúng ta sẽ phát hiện được những cái biến chứng ở giai đoạn rất là sớm, ngay khi là nó chưa có biểu hiện ra cái khó chịu bên ngoài, thì từ đó là chúng ta có thể ngăn chặn được nó tiến triển xấu hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Lê Hoàng Bảo ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì khi mà quý vị khán giả chúng ta liên lạc về với chương trình và đặt những câu hỏi, thì chúng tôi rất hy vọng là các chuyên gia đã mang đến cho quý vị những câu trả lời thật là đầy đủ để hỗ trợ giúp cho quý vị có thể kiểm soát tốt đường huyết và tăng cường hệ miễn dịch cho mình. Và quý vị ơi, nhất là quý vị khán giả mà vừa gửi câu hỏi về cho chương trình đó, chúng ta hãy dành thời gian nha để có thể gặp các chuyên gia về y tế, và từ đó thì sẽ có cho mình những cái thông tin thật là đầy đủ cho cái việc chăm sóc sức khỏe hiện tại cho vị khán giả của chúng ta. Và đừng quên là khi mà đi gặp các chuyên gia về y tế đó, thì chúng ta sẽ mang theo những cái thông tin thật là đầy đủ về cái quá trình kiểm soát đường huyết của mình nha. Và hiển nhiên là quý vị phải lưu lại một cách chính xác. Và do đó Loan nghĩ là cái việc mà chúng ta theo dõi đường huyết một cách liên tục thường xuyên và được lưu lại thông tin đầy đủ như là sử dụng sản phẩm Freestyle Libre thì sẽ rất là phù hợp. Chúng ta có thể tham khảo qua. Còn bây giờ sẽ là phần trao đổi tiếp theo với vị khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Và câu hỏi này của một khán giả có chia sẻ là mình rất là bận rộn. Dạ, khán giả nói là tôi là người bận rộn thường xuyên di chuyển nên một tuần tôi mới đo đường huyết một lần. Dạ, và tôi thấy là đường huyết của mình lên xuống thất thường. Vậy có cách nào để giúp tôi theo dõi đường huyết hiệu quả hơn hay là không? Xin mời hai vị chuyên gia sẽ giải đáp cho quý vị khán giả này ạ. Dạ, có lẽ là xin mời chuyên gia Lê Hoàng Bảo trước ạ. Với cái tình huống của bạn khán giả thì tôi thấy cũng khá là giống với lại cái thói quen sinh hoạt của nghệ sĩ Thanh Điền, tức là rất là bận rộn và phải di chuyển nhiều. Thì chính vì vậy cái việc mà chúng ta theo dõi đường huyết bằng cái phương pháp cổ điển, tức là trích máu ở đầu ngón tay, nó sẽ gặp khó khăn khi mà chúng ta phải đi xa và không đem theo đủ những cái dụng cụ cần thiết để kiểm tra được. Thì tôi khuyên là chúng ta có thể sử dụng cái máy theo dõi đường huyết liên tục, nó sẽ giúp cho cái việc theo dõi đường huyết nó trở nên nhẹ nhàng và nó đơn giản hơn rất là nhiều, giúp cho quý vị có thể đánh giá được đường huyết ở nhiều thời điểm một cách nhanh chóng, đơn giản, và chúng ta cung cấp được nhiều cái thông tin để mỗi khi chúng ta đi tái khám thì bác sĩ có đầy đủ những cái dữ kiện để mà điều chỉnh cái thuốc men được tốt hơn. Dạ,
Và quả thật là với Freestyle Libre thì quý vị có thể lưu lại thông tin về đường huyết của mình liên tục trong một khoảng thời gian khá là dài đó. Nên là chúng ta sẽ yên tâm khi đến gặp bác sĩ thì quý vị không cần phải lo lắng gì cả. Bác sĩ hỏi tới đâu là quý vị sẽ biết trả lời tới đó liền. Như vậy đây là cái cách tốt nhất để chúng ta cùng với bác sĩ đồng hành trong cái quá trình để có thể quản lý đái tháo đường của mình. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ lại nghe phần chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Viết Quỳnh Thư. Chắc chắn là sẽ rất cần thiết bởi vì vấn đề về dinh dưỡng quan trọng lắm. Dạ, xin mời chuyên gia ạ. Bạn chia sẻ là công việc thì rất là bận rộn đúng không ạ? Như vậy thì đối với những người bận rộn á, thì việc mà chuẩn bị một cái bữa ăn mà gọi là vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa chuẩn cho người đái tháo đường thì rất là khó. Bác sĩ hiểu như vậy. Thành ra thì trường hợp của bạn á, thì bạn có thể chuẩn bị những cái chế phẩm dành cho người đái tháo đường. Và khi đó thì những cái bữa họp hay là những cái bữa cần phải gấp quá thì các bạn có thể là dùng cái chai sữa rất là thay thế bữa ăn đó. Còn những cái bữa mà bạn có ăn nhưng ăn là cũng không có đủ chất, tức là mình cảm thấy là bữa ăn nó không có đúng như là một cái bữa ăn bình thường, thì khi đó là dinh dưỡng có thể không đủ thì bạn có thể phối hợp cái ly sữa hoặc chai sữa cùng với bữa ăn để ra một cái bữa ăn hoàn chỉnh cho mình. Và khi đó thì bạn mới có sức để có thể có những cái hoạt động sau đó. Và những cái sản phẩm dinh dưỡng dành cho bệnh nhân đái tháo đường thì được chế cái công thức hầu như là giống một bữa ăn, nghĩa là những cái thành phần về chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất là chế như bữa ăn. Và ngoài ra thì đặc biệt là cái chất bột đường trong cái sản phẩm sẽ là một cái chất bột đường mà chỉ số đường thấp và hấp thu chậm, để giúp cho bệnh nhân sau khi dùng sản phẩm không có bị tăng đường huyết sau ăn. Ngoài ra thì sẽ có một cái chất rất là quan trọng là myo-inositol. Thì đây là một cái chất nó sẽ giúp cái cải thiện cái độ nhảy của insulin, và khi đó nó sẽ giúp cho bệnh nhân tiểu đường có thể kiểm soát cái đường huyết được tốt hơn. Như vậy thì tùy theo cái tình huống của mình mà mình có thể là dùng cái chế phẩm dinh dưỡng bằng cách bổ sung hoặc bằng cách thay thế bữa ăn. Dạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, cho tới thời điểm này thì chúng tôi thấy là quý vị đang tương tác với chương trình rất là nhiệt tình ạ. Xin được cảm ơn quý vị. Rất nhiều câu hỏi của quý vị đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Và trong đó thì Loan thật sự cảm thấy rất là vui khi mà có nhiều câu hỏi là do những cái người con trong gia đình, những cái người thân của người mắc đái tháo đường đã gửi về cho chúng tôi. Và quý vị cũng biết rồi, vai trò của người thân trong cái việc đồng hành và chăm sóc cho người mắc đái tháo đường rất là quan trọng. Và đôi khi cái người mắc đái tháo đường là những người lớn tuổi đó quý vị. Họ không có rành về những cái sản phẩm mới, họ không có biết về những cái giải pháp mới. Và như vậy thì họ chấp nhận sống với lại đái tháo đường trong những cái cảm giác rất là khó chịu và đôi khi là lo lắng nữa. Vì vậy người trẻ, những cái người con trong gia đình xin hãy đồng hành cùng với họ và giúp cho họ có những giải pháp mới nha. Và đây một câu hỏi là từ một người con hỏi giúp cho mẹ của mình đây ạ. Câu hỏi này có nội dung như thế này: mẹ tôi năm nay đã hơn 60 tuổi và bà được chẩn đoán là mắc đái tháo đường được gần 2 năm. Bà hơi kén ăn một chút. Nên tôi muốn mua cho bà bổ sung thêm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường. Và tôi muốn hỏi là làm thế nào để tôi có thể chọn được sản phẩm phù hợp và cái cách dùng ra sao? Về dinh dưỡng thì xin phép mời chuyên gia dinh dưỡng ạ. Trước nhất thì về cái sản phẩm dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường thì đây là một cái sản phẩm mà thực sự là cũng rất là cần thiết. Trong giai đoạn là sống chung với bệnh tiểu đường thì nó là một cái sản phẩm mà có thể thay thế hoặc bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên là mình cần phải, quý vị phải cố gắng là tìm từ những cái công ty có uy tín, sản phẩm có nguồn gốc, có xuất xứ. Đó. Và cái thứ hai thì với những cái công ty uy tín thì người ta sẽ chế những cái sản phẩm mà chuẩn. Và như vậy thì một cái chế phẩm, một cái ly chuẩn á, thì nó sẽ giúp cung cấp một cái thành phần dinh dưỡng giống như bữa ăn, đầy đủ các cái loại chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Và cái việc đầy đủ vi chất nó cũng rất là quan trọng, nó sẽ giúp tăng cái sức đề kháng của bệnh nhân đái tháo đường. Và cũng như cái hệ gọi là hệ chất bột đường á, nó sẽ là một cái hệ chất bột đường giúp kiểm soát đường, tức là nó sẽ là vừa hấp thu chậm, vừa chỉ số đường thấp. Và ngoài ra thì trong công thức là có bổ sung cả chất xơ nữa, nó cũng rất tốt cho bệnh đái tháo đường. Và tùy theo tình huống của mẹ bạn, thí dụ như là mẹ bạn đang là người thừa cân béo phì thì mình có thể là dùng chế phẩm để thay thế một bữa ăn. Điều này sẽ giúp kiểm soát cân nặng và cũng như là đường huyết. Còn nếu mà mẹ bạn suy dinh dưỡng, đang suy dinh dưỡng như thế thì cái sản phẩm này nên đi cùng với bữa ăn chính để giúp cho cái bữa ăn chính nó được giàu năng lượng hơn, nó hoàn thiện hơn. Và khi đó thì mẹ bạn sẽ có đủ năng lượng theo cái nhu cầu của mình và sẽ tăng cân lại nhưng mà vẫn không ảnh hưởng đường huyết. Và chế độ ăn thì các bạn cũng nên phân phối cho mẹ bạn là ăn 3 cái cử chính là tốt nhất. Tại vì những cái nghiên cứu cho thấy rằng là
những người bệnh đái tháo đường thì ăn ba cử chính, tập trung vô ba cử chính thì với cái sự phối hợp của thuốc này kia nó sẽ tác động tốt hơn so với là ăn lặt vặt 5-6 cử một ngày thì lại không tốt nhé. Thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi thì Diễm Loan nghĩ là vị khán giả mà chúng ta đang hỏi thăm tìm những cái sản phẩm thật là phù hợp để chăm sóc sức khỏe cho mẹ bị mắc đái tháo đường thì quý vị đã có những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức cần thiết rồi, đúng không ạ? Xin chúc cho mẹ của vị khán giả sẽ có một cái nền tảng sức khỏe tốt và quản lý đái tháo đường hiệu quả hơn nha. Còn bây giờ thì thưa quý vị, có thể nói là ngày hôm nay chúng ta đã có một ngày chia sẻ với nhau với những cái thông tin rất là đầy đủ. Và cái phần giải đáp thắc mắc về vấn đề đái tháo đường vừa rồi cũng đã khép lại buổi trò chuyện ngày hôm nay khi chúng tôi cùng với quý vị tư vấn trực tiếp cùng với các chuyên gia với chủ đề là đường huyết ổn định, miễn dịch khỏe mạnh. Và chúng tôi cũng xin phép được gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đã cùng đồng hành, quan tâm, theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hiển nhiên xin được gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia và khách mời. Xin được cảm ơn chuyên gia nội tiết Lê Hoàng Bảo, xin được cảm ơn chuyên gia dinh dưỡng thạc sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư và cũng xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, cũng là một cái khoảng thời gian rất là đặc biệt rồi. Không còn bao nhiêu lâu nữa, chúng ta sẽ đến với dịp xuân về, Tết lại đến. Sức khỏe của người người là điều mà chúng tôi rất quan tâm và luôn coi trọng. Vậy thì xin phép được mời các khách mời sẽ dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa xuân mới đến với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Nhân dịp Tết đến xuân về thì tôi xin kính chúc cho quý vị khán giả của chúng ta, đặc biệt là những cái người mà vừa mới được chẩn đoán là mắc đái tháo đường đó, chúng ta sẽ trang bị được thật nhiều cái kiến thức cần thiết, ta nâng cao nhận thức về cái tầm quan trọng và tác hại của căn bệnh này đối với sức khỏe của mình. Từ đó chúng ta sẽ luôn luôn nhớ là cái kiềng ba chân trong cái điều trị đái tháo đường, đó là ăn uống, tập luyện và sử dụng thuốc đúng cách. Nó là cái giải pháp giúp cho chúng ta có thể sống lâu dài và khỏe mạnh với căn bệnh đái tháo đường này. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc thành công đến tất cả các quý vị tham gia chương trình hôm nay. Đặc biệt đối với lại quý vị đang mắc bệnh đái tháo đường thì cần lưu ý trong những ngày Tết thì gọi là vui xuân không quên nhiệm vụ, nghĩa là mình vẫn có phải có nhiệm vụ để chăm sóc sức khỏe của mình, coi lại cái bữa ăn, những cái bữa ăn nó phải phù hợp cho bệnh nhân đái tháo đường. Và kính chúc các quý vị sẽ là sống vui, sống khỏe với bệnh tiểu đường. Chúc quý vị khán giả là chúc tốt đẹp, an lành, tươi vui, mãi trẻ đẹp và hạnh phúc, nhất là sức khỏe. Vâng thưa quý vị, lời chúc cho sức khỏe có lẽ là lời chúc tuyệt vời và tốt đẹp nhất mà ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình. Một mùa xuân đến ấm áp, tươi vui, hạnh phúc và hiển nhiên là tràn đầy sức khỏe. Một lần nữa xin được cảm ơn nhãn hàng Glucerna đã đồng hành cùng với chương trình với hơn 50 nghiên cứu lâm sàng trong suốt 30 năm. Glucerna tự hào là nhãn hiệu dinh dưỡng dành cho người mắc đái tháo đường số 1 được các chuyên gia dinh dưỡng Hoa Kỳ khuyên dùng. Glucerna với hệ bột đường tiên tiến có chỉ số đường huyết thấp và được tiêu hóa từ từ được chứng minh là sẽ giúp kiểm soát tốt được đường huyết. Đặc biệt, Glucerna còn bổ sung 12 dưỡng chất như là protein, kẽm, vitamin D sẽ giúp hỗ trợ hệ miễn dịch cho quý vị ạ. Và quý vị khán giả đừng quên là chúng ta hãy tiếp tục theo dõi fanpage để có thể cập nhật thông tin mới nhất từ Glucerna quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Loan cùng với các vị khách mời của chương trình ngày hôm nay xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào!